Đọc truyện đêm khuya xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 6 bộ truyện độc quyền của tác giả An An qua giọng đọc Hạ Vi. Viễn cởi chiếc áo sơ mi dính máu ở cổ tay bò vào sọt rác, tắm nhanh rồi đi ra. Trên đường từ bệnh viện về khách sạn, anh lo lắng An sẽ giận, không thấy anh đâu nhưng cô không gọi. Tóc chưa kịp lau khô, anh đã đi lại ghế sofa ngồi xuống cạnh An thành thật nói. Chiều nay Như đến đây, anh ăn tối chưa? Sự điềm tĩnh này cô học tập từ chị chồng. Thay vì cha hỏi anh đã đi đâu làm gì với ai, cô để Viễn tự nói ra. Tôi đã ăn ở căng tin bệnh viện rồi, Như ngất xỉu trong phòng tôi, không có trợ lý ở đây, nên tôi đợi Như tỉnh mới về. Em hỏi câu này hơi ích kỷ một chút. Mỗi lần chị ta ngất xỉu, anh sẽ chạy đến bên cạnh, mà mặc kệ em có ghen hay không à? Sẽ không, tôi sợ em hiểu lầm, tôi cũng không muốn giấu em việc gì cả, giữa tôi và Như. Chị ta vừa gọi khoe với em, hai người đã ở bên nhau từ chiều đến giờ. Em chẳng biết mình có hiểu lầm gì anh hay không nữa. Quần áo của anh không có ở bên đây, để em sang lấy cho anh. Lúc An không muốn nói chuyện thì người khác có nói gì cô cũng chẳng muốn nghe. Cầm lấy thẻ phòng Viễn để trên bàn, sang phòng đối diện lấy quần áo cho anh. Vừa mở cửa đập vào mắt An là một chiếc xe lăn. Đây không phải là xe lăn của Viễn, chân anh bình thường nên không cần dùng đến nữa. Những vết máu đã khô sậm màu trên tấm thảm lông cừu màu xám mới làm cho cô bất ngờ nhất. Vừa rồi, Viễn nói Như ngất xỉu trong phòng của anh. Trước đó, cô ta nói chuyện qua điện thoại rất bình thường, không giống như đang có bệnh. Trước đó vài phút, An đã có hoài nghi, trong mấy tiếng đồng hồ mà cô chờ đợi, Viễn có thật sự chỉ ở bệnh viện hay không? Tưởng mình tối nay không được ngủ chung với vợ, Viễn đang phiền muộn, thì mới đó An đã quay lại, nhưng không thấy đem quần áo nào cho anh cả. Cuộc điện thoại với Như đúng là có ảnh hưởng tới tâm trạng của cô một chút, nóng giận không hỏi rõ thì sẽ có hiểu lầm. Chiều nay, tại sao Như lại ngất ở trong phòng của anh? Hoa Vũ sẽ kết thúc hợp đồng với Như sau khi bộ phim của đạo diễn Châu quay xong. Bất mãn với quyết định này, Như đến gặp tôi để nói chuyện. Không được tôi đáp ứng, liền cắt cổ tay tự tử đòi đi theo Minh. Như tự tin khẳng định với em, cả đời này anh sẽ không bỏ mặc chị ta. Đây không phải là trách nhiệm của anh, nhưng Như vẫn muốn từ vụ việc của anh trai mình bắt anh phải đáp ứng yêu cầu của chị ta. Như vậy chẳng khác nào lợi dụng sự ra đi của anh trai để đạt được mục đích của mình cả. Những gì An nói đều đúng. Sau hôm đi biển với cô về, Viễn đã bắt đầu có sự thay đổi về suy nghĩ. Anh không thể nhắm mắt cho qua khi Như có những hành động hãm hại An. Quyết định chấm dứt hợp đồng với cô ta được anh cân nhắc ngay sau khi đạo diễn Châu chọn Như vào vai chính. Em giúp tôi một việc được không? Vâng. An chưa hỏi việc gì đã đồng ý. Cô ghét cái vẻ khoe khoang của Như, rạch cổ tay, muốn Viễn phải đáp ứng theo ý mình, xong lại đắc ý đi khoe với cô, giống như Viễn tự nguyện làm mọi việc vì cô ta vậy. Ý định ban đầu của tôi khi thành lập Hoa Vũ để nâng đỡ Như, bây giờ tôi muốn dừng lại, nhờ em thay tôi điều hành Hoa Vũ. Anh giao Hoa Vũ lại cho em sao? Tôi phải hỗ trợ chị Vân một phần công việc ở công ty, chị ấy đang một mình quản rất nhiều việc. Đã đến lúc tôi gác lại việc cá nhân để hỗ trợ cho chị ấy rồi, tôi chỉ có thể nhờ em thôi. Nhưng em chưa có kinh nghiệm. Với lại Hoa Vũ là công ty giải trí lớn, anh giao cho em không thấy lo lắng sao? Không sao, việc gì khó quyết định, cần tham khảo ý kiến thì tôi giải quyết cho em. Tuy nhà họ Bùi sự nghiệp bề thế hơn nhiều, Hoa Vũ chỉ là công ty do Viễn tự lập ra, nhưng quy mô cũng không phải nhỏ. An vẫn chưa hết hoang mang, tiên mà biết anh giao chức tổng giám đốc Hoa Vũ cho cô, chắc phải há hốc miệng. Anh không sợ em làm công ty phá sản sao? Em hỏi thật đấy. Ngoài em ra, tôi sẽ không giao Hoa Vũ cho người khác. Em không nhận, có thể công ty sẽ tạm dừng hoạt động. Em nhận, nhưng mọi quyết định anh phải cho em tham khảo ý kiến nhé. Vẫn nên hỏi ý kiến của bố mẹ nữa. Bố mẹ luôn muốn tôi tập trung vào sự nghiệp của gia đình, cả hai sẽ rất tán thành quyết định này của tôi. Cô lém lỉnh nói. Đợi đến lúc em ôm tài sản của anh bỏ trốn rồi, xem anh có hối hận không. Vậy thì em phải ở bên cạnh tôi lâu hơn mới ôm thêm được nhiều tài sản chứ. Về việc Hoa Vũ chấm dứt hợp đồng với Như, vẫn như anh nói à? Quyết định của tôi không có gì thay đổi, nếu như em có thể rút ngắn thời gian gia hạn hợp đồng. Không phải là em ghét chị ta mà lòng dạ hẹp hòi đâu, nhưng mà em ủng hộ quyết định của anh, không cần phải đặt hết trách nhiệm lên người mình. Tối nay tôi ngủ bên phòng em được chứ? An hắng giọng đứng lên đáp. Em quên lấy quần áo cho anh rồi, để em qua lấy. Tôi đi ngủ không cần mặc quần áo cũng được. Nửa đêm anh lạnh, đừng có giành chăn với em đấy. Ôm em cũng đủ ấm rồi. Anh lau tóc rồi đi ngủ đi. Viễn không có quần áo ở bên phòng cô, nhìn anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi đi lại lại trong phòng, An tủm tỉm cười thầm.
Lúc lên giường, đã quên việc tối nay chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô dễ quên, nhưng không phải việc nào cũng vậy. Tóc vừa khô, Viễn đã tắt điện đi ngủ. An nhường nửa giường cho anh, từ trong chăn bỗng thắc mắc hỏi. Xe lăn trong phòng của anh là của Như à? Ừ, mấy hôm trước, Như bị thương ở chân. Chưa nói đến vết thương của cô ta là thật hay giả, An nhanh chóng bị choáng ngợp trong nụ hôn sâu mạnh mẽ của Viễn. Trên người anh không cần cởi gì nhiều, chỉ cần một động tác là đủ. Cả hai cùng thở gấp, nhiệt độ từ nơi nóng bỏng đến bên dưới chuyển thẳng đến tim. Như nằm viện 2 ngày, sau khi xuất viện, cô ta dành thời gian nghỉ ngơi cho vết thương nhanh bình phục. Không nghe Viễn nhắc gì tới việc chấm dứt hợp đồng, cô ta nghĩ rằng mình đã có cách để níu kéo sự quan tâm của anh rất hiệu quả. Vết rạch trên cổ tay không sâu lắm, nhưng để lại một vết sẹo nhỏ. Như chỉnh sửa nhiều điểm trên khuôn mặt, cô ta lại không thích để lại sẹo, can thiệp thẩm mỹ, nhưng lại mua bài ca ngợi vẻ đẹp của mình là tự nhiên. Tháng này chị cần tiền đóng tiền nhà, em có thể cho chị mượn thêm được không? Bao nhiêu? 10 triệu thôi, cuối tháng chị nhận lương sẽ trả ngay. Lát nữa tôi chuyển. Chị... Còn chuyện gì nữa sao? À không, em chuyển trong sáng nay luôn nhé, chị đang cần rất gấp. Biết rồi, chị cúp máy đi. Như dùng tài khoản cá nhân chuyển 10 triệu sang cho người vừa gọi. Số tiền còn con này đối với cô ta không thành vấn đề. 3 năm qua, Hoa Vũ giúp cô ta kiếm về rất nhiều tiền, mua biệt thự, xe hơi, tiêu xài thoải mái. Thỉnh thoảng, cô ta sẽ chuyển vào số tài khoản vừa rồi một số tiền. Việc này không có ai biết. Chị có tay không biết gõ cửa à? Trợ lý gõ mấy lần mới mở cửa, vừa vào đã nghe Như mắng. Cô ta đem điện thoại cất ra sau lưng, cau mày hỏi. Có chuyện gì? Tổng giám đốc có tiết lộ với em về việc thay người mới điều hành Hoa Vũ không? Tin này chị nghe được ở đâu? Trong cuộc họp sáng nay, tổng giám đốc đã thông báo mọi người đang hiếu kỳ không biết ai sẽ được chọn. Chị nghe phong phanh là nghệ sĩ của công ty. Không lẽ những lời hôm trước đã tác động đến Viễn khiến anh cảm thấy áy náy nên giao quyền quản lý Hoa Vũ lại cho cô ta? Suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu là làm cho Như mừng thầm. Cô ta đang là nghệ sĩ được ưu ái nhất công ty. Có người nghĩ là Như nên trợ lý mới nghe phong phanh như thế. Cô ta lập tức gọi cho phó giám đốc dò hỏi. Sáng nay anh có tham gia cuộc họp không? Có chứ, em nghe được thông báo gì rồi à? Viễn đã nói với em. Nghệ sĩ do Hoa Vũ quản lý chỉ có Như không gọi Viễn là tổng giám đốc. Cô ta muốn thể hiện cho mọi người thấy mình giữ vị trí đặc biệt trong công ty. Phó giám đốc nghe như thế, tưởng Như sẽ là lãnh đạo mới, cười tươi nói. Chúc mừng em nhé, tổng giám đốc nói. Người thay thế cậu ấy là nữ, thì anh đã nghĩ ngay đến em rồi. Đều quen biết nhau cả cũng dễ làm việc. Em sẽ chiếu cố những người biết nhìn xa trông rộng như anh. Được thế thì còn gì bằng, cảm ơn em trước nhé. Cuối tuần phải tổ chức tiệc ăn mừng mới được. Trong cuộc họp, anh Viễn có nhắc gì đến em nữa không? Cậu ấy nói thứ 6 tuần này sẽ có cuộc họp ra mắt tổng giám đốc mới. Vậy nên anh ấy bảo cuối tuần này mở tiệc chúc mừng em đấy. Thứ 6 tuần này chỉ còn vài ngày nữa. Như nhắc trợ lý liên hệ với nhà thiết kế chuẩn bị trang phục ngay cho mình. Buổi chiều, cô ta đến thử đồ sẵn ghé công ty tìm Viễn, nhưng anh không đến. Nhân viên trong công ty, nhiều người chưa gì đã lấy lòng trước, chúc mừng Như càng khiến cho cô ta thêm ảo tưởng. Lịch quay của An đã kết thúc vào thứ tư, bà Tố nhìn con dâu không khác gì mấy so với một tháng trước rất hài lòng. Cứ lo An ăn cơm ngoài không quen sẽ bị sụt cân. Vân đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Cường, cô kéo dài không thay đổi được tình hình, còn làm cho công việc kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng. Cuối cùng, anh ta cũng chấp nhận ly hôn. Cuối tháng này phải ra tòa giải quyết vụ tai nạn xe với Viễn. Em vợ không đồng ý thỏa thuận hay bồi thường thiệt hại, nhất quyết đưa anh ta ra tòa. Luật sư của Cường giúp anh ta thương lượng cũng không thành công. Cả nhà không ai phản đối quyết định của Viễn, người ủng hộ nhất là mẹ chồng. An không đủ tự tin quản lý Hoa Vũ, nhưng được ủng hộ cũng dạn dĩ đôi chút. Bố mẹ phản đối rất quyết liệt, Viễn vẫn mở công ty. Giờ nó chịu nghe lời rồi, mẹ cũng đỡ lo cho Vân. Chị Vân giỏi giang như vậy, sẽ gặp được người khác biết trân trọng chị ấy hơn mẹ ạ. Mẹ cũng chẳng mong gì hơn, chỉ sợ nó vì chuyện con cái mà không dám mở lòng với ai nữa. An đi siêu thị cùng với mẹ chồng, cô đeo khẩu trang, ăn mặc bình thường, không tạo sự chú ý. Phim của con dâu chưa khởi chiếu, bà Tố không thấy bất tiện gì với cách tránh truyền thông của con dâu. Gì? Bà Tố nhíu mày, nhìn đứa cháu gái khiến hôn nhân của con gái mình tràn ly, lạnh nhạt không đáp lại, quên xấu hổ ngập ngừng hỏi. Chị Vân vẫn khỏe chưa ạ? Vân rất khỏe, nó và Cường đã ly hôn rồi đấy. Dì ơi, Cường rất khốn nạn, bắt con phải tới bệnh viện bỏ đứa bé không chịu nhận. Nếu con biết anh ta là tên sở khanh tệ bạc như vậy, thì không bao giờ con dây vào anh ta đâu. Ông trời có mắt,
Cũng nhờ những đứa thích giật chồng người khác mà con gái tôi thoát được một cuộc hôn nhân sai lầm. Bây giờ con hối hận lắm rồi, bố mẹ đòi từ mặt, không cho con về nhà, nếu con không chịu bỏ đứa bé, dì nói giúp con với. Bà Tố lắc đầu từ chối thẳng. Tôi không dám, giúp người khác để người ta hại con mình, một lần là đủ rồi. Khoan đã dì ơi, con thật sự biết lỗi rồi, dì là người lớn, mong dì giơ cao đánh khẽ cho con với ạ. Dì giúp con đi dì, bố mẹ con nhất định sẽ nghe lời dì. Quyên đã không về nhà một tháng nay, tiền sinh hoạt không được bố mẹ chu cấp phải vay mượn bạn bè. Cường và người nhà họ Ngô khốn nạn như nhau, không ai quan tâm đến đứa bé trong bụng cô ta. Ý định bỏ con đã mấy lần, nhưng lần nào Quyên cũng không có can đảm. Để giữ đứa bé này lại, cô ta phải chật vật đi làm thêm để kiếm tiền. Cường không một câu hỏi han đến đứa bé, thì đừng nói đến chuyện chu cấp cho con. Bà Tố chẳng động lòng nổi, kéo An qua bên kia tính tiền rồi đi về. Buổi tối trước khi đi ngủ, An kể chuyện hôm nay gặp Quyên ở siêu thị cho Viễn nghe. Đứa em họ này có mấy lần đến tìm anh, lần đầu là năn nỉ giúp Cường, mấy lần sau là đến hỏi mượn tiền. Quyên không dám phá thai, cũng có trách nhiệm với đứa bé, còn Cường thì đúng là tệ bạc, đàn ông như anh ta nên tuyệt chủng dần đi là vừa. Anh ta nói đứa bé chưa chắc là con của mình nên không nhận. Kẻ tám lạng gặp người nửa cân, trời sinh một cặp đây rồi. Viễn buồn cười với câu nói của cô. Cả tuần nay, anh chỉ đến công ty 2 lần, đã có thông báo về thay đổi nhân sự mới, anh chưa nói tên cụ thể, nhưng cả công ty đang đồn ầm lên là như. Tin đồn này không biết ai tung ra, Viễn cũng để yên cho mọi người bàn tán, kết quả sẽ khiến cả công ty bất ngờ. An chống cằm lên ngực của anh đột nhiên thở dài. Em sao thế, sao lại thở dài? Anh xem, chú Khiêm chụp ảnh cho Tiên đẹp chưa này? Bố cục không cân đối, thiếu ánh sáng, cũng không đẹp lắm. Dù sao cũng đỡ hơn anh. Tôi chụp cho em cũng đâu đến nỗi nào đâu. Mấy tấm anh chụp người em còn có một màu thôi, chân em rõ dài, chú Khiêm biết canh góc kéo chân cho Tiên. Vừa nhìn tôi tưởng bảo bối đáng yêu của cậu ta cao 2 mét đấy. An cười rung điện thoại, đang định khen Tiên thì nghe anh chốt hạ một câu không thể nhịn cười nổi. Chuyến đi chữa lành của Khiêm 2 ngày rồi vẫn chưa kết thúc, đến khi con gái nhà người ta không cho đổ vỏ thì mới lành ít dữ nhiều. An nằm trên người Viễn xem ảnh rất say sưa. Nhìn anh không khác nào gối ôm cho cô. Tiên gửi hẳn cả album ảnh, nhưng chủ yếu là khoe mấy tấm Khiêm chụp. Tôi mượn điện thoại của em một lát. Giọng Viễn đột ngột thay đổi, An cảm giác nhịp đập trong lòng ngực của anh vừa chậm mất mấy nhịp. Tấm ảnh Tiên selfie ở trước khách sạn dính vài người, trong đó người phụ nữ tóc ngắn vô tình lọt vào. Viễn chỉ mới gặp Phương 2 lần, đã 3 năm rồi, cô ta thay đổi kiểu tóc, nhưng vừa nhìn anh đã nhận ra. An ngồi dậy hoang mang hỏi. Có chuyện gì thế anh? Người phụ nữ trong tấm ảnh này là bạn gái của Minh. An nhìn kỹ lại tấm ảnh nhớn mày nói. Lần trước em có gặp rồi, chị ta hình như là nhân viên của resort. Lúc chúng ta ăn tối, chị ta cứ nhìn chằm chằm, thái độ rất kỳ lạ. Bị em phát hiện, lật đật bỏ đi. Anh tìm tung tích bạn gái của Minh 3 năm nay, cuối cùng đã có manh mối. Viễn lập tức gọi cho Khiêm. Cậu còn ở resort chứ? Ngày kia tôi mới về, biển ở đây đúng là rất đẹp. Phương đang ở resort đấy, Tiên chụp ảnh vô tình trúng cô ta. Cậu giúp tôi tìm cô ta trước, khi nào tìm được thì gọi ngay cho tôi. Ừ. Tiên đứng trước phòng mới giơ tay lên định gõ cửa thì Khiêm từ bên trong đi ra, dáng vẻ vội vàng như có chuyện nghiêm trọng. Chú định đi đâu hả? Tôi đi tìm người. Nửa năm trước, Phương mới lén về lại thành phố. Sau khi Minh mất, cô ta đến nhà một người dì ở thành phố khác ở nhờ rồi theo sang Thái. Năm đó trong bữa tiệc sinh nhật của Viễn, cô ta đã làm một việc không thể chấp nhận được, khiến bạn trai sốc tới mức nghĩ quẩn. Phương sợ bị liên lụy nên trốn biệt tích không dám xuất hiện, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới trở về. Hiện tại, cô ta đang làm nhân viên của resort. Tháng trước Viễn đến đây nhưng không gặp cô ta, chỉ có An bắt gặp. Phương định làm hết tháng này sẽ xin nghỉ, không biết mình vô tình bị Tiên chụp trúng. Nữ nhân viên trong ảnh này, hiện đang có mặt ở resort không? Cô ấy hết ca làm từ chiều rồi, có vấn đề gì sao ạ? Khiêm đang hỏi quản lý, Tiên nhanh trí trả lời. Tôi phát hiện bị mất một chiếc lắc tay khi chụp ảnh ở khách sạn. Lúc đó chỉ có vài người. Sáng mai chúng tôi có việc gấp phải trả phòng. Chiếc lắc tay bị mất rất giá trị. Mong phía khách sạn có thể liên hệ với những nhân viên có mặt ở sảnh lúc đó, hỗ trợ tôi sớm tìm được nó. Bên phía khách sạn rất nhiệt tình, check cam trước sảnh thì đúng lúc Tiên chụp ảnh có mặt Phương. Cô ta và một nhân viên nữa được gọi tới làm việc. Khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh quản lý, bộ dạng lấm lét hốt hoảng của Phương làm nhiều người lầm tưởng cô ta lấy đồ của khách. Cô đứng lại đó.
Phương bỏ chạy, nhưng Khiêm nhanh chân hơn túm được cánh tay của cô ta, chưa hỏi đã lắp bắp chối. Không phải tôi, anh tìm nhầm người rồi. Cô chính là bạn gái của Minh. Tôi không quen người nào tên Minh hết, anh bỏ tôi ra. Hôm nay, cô không nói chuyện rõ ràng thì đừng hòng đi đâu hết. Phương giằng co muốn bỏ chạy thì Tiên chạy tới hỏi. Tìm được chị ta rồi, gọi cho anh Viễn được chưa chú? Ừ, cháu giúp tôi gọi đi. Nghe nói Viễn sẽ tới, cô ta lại càng hoảng hơn, cắn mạnh vào cánh tay của Khiêm bật máu. Anh đau quá, vừa mới nới lỏng tay, Phương đã vung ra bỏ chạy. Nhân viên của khách sạn và quản lý chưa kịp hiểu chuyện gì, không ai phản ứng nhanh bằng Tiên, nhảy lên ôm vai Phương cùng đổ nhào về phía trước. Bỏ ra, các người không có quyền bắt giữ tôi, thả tôi ra. Chị muốn cắn ai hả? Cắn đi, răng bén quá nhỉ? Tiên vừa nói vừa đè xuống người Phương, cánh tay của Khiêm đang chảy máu chạy tới sốt ruột hỏi. Cháu không sao chứ? Cháu không sao, chú đi xử lý vết thương đi, cháu giữ chị ta cho. Trễ rồi, Viễn vẫn lái xe tới resort, An muốn đi theo nhưng anh không cho, cả đêm cô lo không ngủ được, nhắn tin cho Tiên hỏi anh đã tới nơi chưa. Tối qua trễ rồi, Viễn còn đi đâu vậy? Cậu Viễn đi đâu chưa về bà ạ? Nó chưa về sao? Vâng, lạ thật đấy. Bà Tố thắc mắc, lên phòng tìm con dâu hỏi thử, An đã dậy từ sớm. Tiên bảo cô yên tâm đi ngủ, có tin gì sẽ gọi thông báo. An, con dậy chưa? Con dậy rồi ạ. Mới bước vào phòng, bà Tố đã nhìn lên giường đầu tiên. Mẹ nghe giúp việc nói, Viễn đi đâu giờ vẫn chưa về à? Tối qua có thông tin về bạn gái của Minh, nên là anh ấy đi gặp cô ta rồi ạ. Vì chuyện này mà nó canh cánh suốt 3 năm qua, người liên quan thì thản nhiên giống như chưa có chuyện gì. An đang mong Viễn có thể bỏ hết trách nhiệm trên vai xuống, không chỉ có Khiêm và bố mẹ mà cô cũng tin anh nhất định sẽ không phản bội bạn bè. Bạn trai của Phương cũng làm việc ở resort, anh ta không biết về quá khứ của bạn gái từng quen với ai. Mọi người bàn tán Phương lấy đồ của khách, anh ta về phòng trọ tìm bạn gái nhưng không thấy đâu. Thu lại những giọt nước mắt giả dối của cô đi. Nhìn thấy Minh nhảy xuống biển nhưng cô không cản cậu ấy lại, giờ khóc lóc thì được gì? Tôi không biết anh ấy nhảy lúc nào, tôi thề đấy. Lúc đó tôi bỏ vào trong gọi bạn đến đưa về, lúc sau mới nghe như hô hoán gọi cứu hộ. Ngày đêm cậu ấy mất, cô liền bỏ trốn khỏi thành phố, cô còn dám nói mình không biết sao? Mình mất rồi, mọi người đều nghi ngờ tôi, sợ sẽ bị đổ tội nên tôi mới trốn. Khiêm cười khẩy nói. Mình mất không phải là do cô sao? Cô không trực tiếp đẩy cậu ấy xuống biển, nhưng gián tiếp khiến cậu ấy suy sụp tinh thần, dẫn tới mất bình tĩnh. Chúng tôi không đổ oan cho cô, mình mất cô là người có tội nhiều nhất. Một mình Phương đang đối diện với ba người, hai tay cô ta đặt lên đùi đang run. 3 năm qua, lương tâm của cô ta cũng có cắn rứt ám ảnh, sợ nhất là gặp lại Viễn. Không việc gì có thể lẩn tránh được cả đời, điều cô ta lo sợ đã đến rồi. Khi chưa quen Minh, cô ta đã biết Viễn là con trai nhà họ Bùi giàu có danh giá, bày mưu tính kế, lên kế hoạch tiếp cận anh, chưa thành công đã mất một mạng người. Phương sợ mình bị Viễn trả thù, khó sống ở thành phố này nên bỏ trốn. Bị Khiêm nói thẳng mặt, cô ta ấp úng bao biện. Tôi không nghĩ mình lại nông nổi như vậy. Chúng tôi quen nhau chỉ mới 2 tháng, tình cảm chưa có gì sâu đậm, tới mức khiến cho anh ấy suy sụp chọn cách tự tử. Anh ấy nói sẽ chia tay, tôi muốn quen ai yêu ai thì tùy. Với lại Như cũng không trách tôi, vì vậy mà tôi mới dám về. Như đã gặp cô rồi sao? Phải, chúng tôi đã liên lạc với nhau hơn nửa năm nay. Em ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Chuyện xảy ra đối với Minh, em ấy bảo không ai mong muốn cả. Như đã bỏ qua cho tôi rồi, anh có thể rộng lượng, đừng nhắc tới nữa được không? Tôi cũng rất hối hận với việc làm của mình. Khiêm nhìn Viễn với sự ngạc nhiên không thể tin. Việc bọn họ tìm kiếm thông tin Phương suốt 3 năm qua Như cũng biết, thế nhưng lại không nghe cô ta nhắc gì tới việc đã gặp Phương. Tiên không phải người trong cuộc, thấy có gì đó hơi sai nên lên tiếng. Chị nói dối cũng hợp lý một chút đi, người mất là anh trai mình mà Như lại giúp chị là sao? Với tính cách của chị ta, chịu để yên cho chị mới lạ đấy. Tôi nói sự thật, Như cho tôi mượn tiền mấy lần rồi, trong điện thoại tôi vẫn còn tin nhắn của em ấy chuyển khoản mà. Tin nhắn đâu? Chỉ nói bằng miệng, ai cũng nói được. Đây là lần gần nhất Như chuyển khoản cho tôi không nói dối. Sợ Viễn không tin, cô ta vội mở tin nhắn đưa cho anh xem. Nửa năm trước, tôi lén về thăm mộ Minh. Hôm đó tôi gặp Như ở Nghĩa Trang, em ấy hỏi han tôi, muốn cùng tôi giữ liên lạc. Có vài lần tôi thiếu tiền nên mượn Như đều cho. Bây giờ em ấy nổi tiếng rồi, kiếm được rất nhiều tiền. Viễn đã rơi vào trạng thái im lặng sau khi biết Như giấu mình. Tiên không tiếp xúc nhiều mà nói đúng tính cách của Như. Huống hồ gì anh đã quen biết cô ta 8 năm. Người cuối cùng nói chuyện với Minh có thể không phải là Phương như anh đã luôn nghĩ. Chính cách hành xử kỳ lạ của Như
đã khiến chuyện này xuất hiện nghi vấn bất thường. Như cô biết, cô đang làm việc ở resort này không? Phương lắc đầu ái ngại. Tôi chưa nói cho em ấy biết. Như không muốn tôi trở về đây khơi lại chuyện cũ, làm cho em ấy đau lòng, nên bảo tôi đừng có về. Tiền tôi mượn của em ấy chưa trả xong, nên tôi chưa dám nói. Chị nói hối hận về việc làm của mình còn đi lừa Như, vậy là hối hận lắm sao? Người mất mát đau lòng nhất trong chuyện này là Như, nhưng em ấy đã chấp nhận cho qua rồi. Các người còn ép tôi, cùng lắm mất thêm một mạng người nữa cho các người vừa lòng. Bạn trai Phương đòi báo công an khi bạn gái đột nhiên mất tích. Viễn chỉ nói chuyện không làm gì tác động tới sức khỏe hay tinh thần của cô ta, nhưng Phương vẫn sợ bị trả thù. Minh thật lòng yêu cô ta thì bị lợi dụng, tình cảm không được trân trọng. Người bạn trai hiện tại thì ham mê cá độ cờ bạc, đã thế còn có tính vũ phu. Cô ta phải vay mượn khắp nơi trả nợ cho bạn trai, muốn dứt ra khỏi anh ta thì liền bị hành hạ đánh đập. Viễn đã hỏi xong những điều cần hỏi, cùng Khiêm và Tiên trở về thành phố. Những tưởng tìm được Phương, mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng lúc này mới bắt đầu hé lộ manh mối của sự thật. Cháu nghĩ mãi không thông, trên đời có người tốt như Như sao? Đi giúp kẻ gián tiếp hại chết anh trai của mình. Như phải có lý do gì thì mới làm như vậy. Chú đang banh chị ta đấy à? Không, tôi đang thắc mắc lý do của Như là gì. Người tốt quá mức như chị ta cũng đáng sợ thật đấy. Thế chú còn thích người ta nữa không? Khiêm đang lái xe quay sang giải thích. Tôi chưa từng thích Như. Lát nữa chú ghé qua bệnh viện xử lý vết thương trước rồi đưa cháu về. Cháu có muốn khám thai luôn không? Tôi đi với cháu sẽ không có ai nói gì đâu. Cánh tay của anh bị Phương cắn rất sâu. Tối qua chỉ xử lý qua loa, Tiên bảo anh tới bệnh viện, anh lại rủ cô khám thai. Chột dạ cô lắc đầu. Cháu mới khám mấy tuần trước rồi. Tối qua cháu kéo Phương té ngã, vẫn nên khám cho yên tâm. Đến bệnh viện nhỡ gặp người quen sẽ rất phiền, cháu tự đi một mình được. Cháu vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Về phần bố mẹ tôi, cháu không cần phải lo. Hai người họ đang rất muốn có cháu nội. Tháng sau, cháu sẽ cho chú câu trả lời. An ở nhà, nhưng được Tiên kể cho nghe hết mọi việc. Từ đầu cô đã thấy Như cố tình lợi dụng sự ra đi của anh trai để tìm kiếm lợi ích từ Hoa Vũ. Đã gặp bạn gái của Minh, lại bảo cô ta đừng trở về đây. Khi nhắc tới trách nhiệm thì đổ hết cho Viễn gánh. Cô thấy tức giùm cho anh. Sắp tới, quyền điều hành Hoa Vũ giao cho cô. Việc đầu tiên An muốn làm là chấm dứt hợp đồng quản lý nghệ sĩ giữa công ty với Như. Ngày mai là thứ sáu, Như không đợi được, sáng nay đến công ty nhưng không thấy Viễn, thử gọi điện thì giọng nữ bắt máy. Anh Viễn đâu? Chị gọi cho anh ấy có việc gì? Việc gì tôi tự nói với anh Viễn, không cần cô biết. Tôi là vợ của anh ấy, có cần hay không cũng không tới lượt chị cho phép. Viễn đang tắm chuẩn bị đến công ty, bên ngoài An nhận điện thoại giúp anh, Như mím môi vì ngày mai cô ta phải ráng nhịn. Sáng nay Viễn có tới công ty không? Tôi không thích nói đấy. Cô... Nhìn cuộc gọi đã kết thúc, Như tức điên, hậm hực dậm chân mắng thầm An. Thư ký đang nhìn bị cô ta lừ mắt quát. Gọi cho Viễn hỏi giúp tôi. Tác phong làm việc của cô lề mề như vậy, muốn thay vị trí hay sao? Vừa rồi chị mới gọi xong, tôi... Coi biết nhìn xa trông rộng thì nên nghe lời ai. Còn không mau cầm điện thoại lên gọi đi. Chưa gì, cô ta đã thể hiện cái quyền ảo tưởng của mình ở công ty. Thư ký rẻ rặt gọi vào số của tổng giám đốc, vẫn là An nghe máy. Thái độ của cô đối với thư ký và Như khác nhau một trời một vực. Biết là anh sắp đến công ty, cô ta vào phòng làm việc của Viễn ngồi đợi. Không có ai trong phòng, Như nhếch môi để túi sách lên bàn, rất thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc, mặt đắc ý vênh lên. Hoa Vũ là của cô ta, đó là mục đích được lập ra ngay từ đầu. Đáng lẽ cô ta phải sớm ngồi ở chiếc ghế này hơn, nhưng không sao, đợi đến bây giờ cũng chưa muộn. Thư ký đem nước vào, thấy Như mở tài liệu trên bàn xem không nói thẳng trước mặt cô ta mà báo lại với Viễn. Sáng nay vô duyên vô cớ, bị cô ta mắng ấm ức để trong lòng. Thông báo đến các trưởng bộ phận, nửa tiếng sau bắt đầu cuộc họp công bố quyết định thay đổi nhân sự. Vâng. Thư ký không cho Như biết, để cô ta ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc đợi như con ngốc. Chưa đến giờ, các trưởng bộ phận đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, chỉ còn thiếu hai chiếc ghế trống ở giữa. An mặc bộ váy liền thân màu xanh ngọc, tóc búi gọn gàng, đeo đôi bông tai ngọc trai quý giá, toát lên vẻ sang trọng thanh lịch, vô cùng đẹp đôi với người đàn ông mà cô ta đang khoác tay đi vào thang máy. Em đang ở đâu vậy? Tổng giám đốc đến rồi, mọi người đang chuẩn bị vào cuộc họp. Có cả... Như chưa nghe hết câu, đã vội cúp máy cầm túi sách đứng lên, thư ký đứng bên ngoài nhìn cô ta cười nhạt khiêu khích. Cô chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa. Vị trí ghế trống bên cạnh Viễn là dành cho An,
Sự xuất hiện của cô khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều bất ngờ. Không ai lường trước được tình huống này. Người sợ nhất có lẽ là phó giám đốc. An đã kết thúc lịch quay. Điều cô muốn hạn chế ít người biết đến, nhất là cuộc hôn nhân của mình và Viễn. Nhưng anh đã nói chỉ giao Hoa Vũ cho cô. Anh không muốn duy trì công ty với trách nhiệm nào nữa. Cô sẽ quản lý Hoa Vũ, thay đổi hoàn toàn mục đích thành lập ban đầu, không vì bất cứ một cá nhân nào hết. Cuộc họp lần trước, tôi đã thông báo về việc sẽ có người thay thế vị trí của tôi hiện tại. Cửa phòng họp bị Như đẩy ra, lần này cô ta không xuất hiện như một vedette nữa mà giống làm trò cười cho thiên hạ, khóe môi thoáng chốc cứng đờ, chân chân nhìn vào vị trí bên cạnh Viễn. Ai không được thông báo tham gia cuộc họp thì ra ngoài. Em... Như đứng im như trời trồng, bởi vì ảo tưởng quá nhiều nên hiện giờ cô ta đang sốc không nói nên lời. An có mặt ở đây trong khi cô ta không được thông báo gì. Đã đoán được lý do, nhưng cô ta không muốn chấp nhận nó. Viễn phớt lờ Như tiếp tục cuộc họp. Trong thời gian sắp tới, An sẽ thay tôi điều hành Hoa Vũ. Mọi quyết định của cô ấy đều có sự đồng ý của tôi. Không được, An không hiểu gì về công ty cả. Hơn nữa, cô ta còn đang là sinh viên, kinh nghiệm chưa có, sao có thể điều hành công ty chứ? Ở đây, có ai muốn nêu ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau im lặng, như sững sờ tìm người đứng về phía mình. Phó giám đốc bị cô ta nhìn trúng liền cụp mắt lảng tránh. Em phản đối, muốn thay thế vị trí của anh, phải chọn người có đủ năng lực. An không đáp ứng được tiêu chí nào cả. Hoa Vũ đang quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có em. Em nghĩ mình được quyền có ý kiến, An không xứng đáng. Nội dung quan trọng trong cuộc họp sáng nay là giới thiệu với mọi người tổng giám đốc mới. Nếu không ai có ý kiến gì nữa, thì chúng ta chào mừng An. Kể từ hôm nay, cô ấy chính thức trở thành tổng giám đốc của Hoa Vũ. Bị phớt lờ hai lần, như không còn mặt mũi nào, tức run người nghiến răng nhìn An trừng trừng, hận không thể dùng ánh mắt xuyên thấu người cô. Viễn không còn xem lời nói của cô ta có trọng lượng, trước mặt nhiều người biến cô ta thành trò cười. Cả công ty, ai cũng nghĩ chiếc ghế tổng giám đốc chắc chắn sẽ thuộc về Như, kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán. Cô ta nhận lời chúc mừng quá sớm lại càng thêm ảo tưởng, vài phút trước còn ở trong phòng làm việc của Viễn tự tiện xem tài liệu, vài phút sau đứng đây bẽ mặt, một người ủng hộ cũng không có. Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, không một ai tỏ ý phản đối quyết định của Viễn. Chào mọi người, tôi là An. Vừa rồi cảm ơn chị Như đã giúp tôi giới thiệu sơ qua. Đúng là hiện tại, tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, cũng chưa có kinh nghiệm gì về việc điều hành một công ty lớn như Hoa Vũ. Nhưng tôi sẽ cố gắng duy trì và phát triển công ty với sự hỗ trợ, ủng hộ từ Viễn. Cách làm việc của anh ấy với mọi người trước giờ như thế nào, thì tôi sẽ học tập y như vậy. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc vui vẻ. Trong phòng họp, ngoại trừ Như thì những người còn lại không ai biết cô là vợ của Viễn, nhưng để ngồi vào vị trí tổng giám đốc, mọi người đều đoán mối quan hệ của cả hai không bình thường. Trưởng bộ phận truyền thông lên tiếng đầu tiên. Hình như cô được chọn vào vai nữ chính của dự án phim mà Hoa Vũ đang hợp tác với đạo diễn Châu. Vâng, tôi đã kết thúc lịch quay vào tuần trước. Phần 2 sẽ do chị Như đảm nhận. Chị ấy đang là nghệ sĩ ký hợp đồng lâu nhất với công ty. Sắp tới sẽ có sự thay đổi. Sẵn tiện có chị ở đây nên tôi thông báo trước. Như không thể kiềm chế được nữa. Sự thay đổi mà An đang nói là gì, cô ta có thể đoán được. Viễn không thể tuyệt tình với cô ta như thế. Chắc chắn anh đã bị An làm cho mê muội mà quên đi trách nhiệm với anh trai cô ta. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Liên quan đến công việc thì nói ở đây đi. Là chuyện riêng giữa chúng ta, không liên quan tới công việc. Nói xong cô ta bỏ đi trước, quay lại phòng làm việc của Viễn ngồi đợi. Như bức bối trong người không thể ngồi yên, cơn nghiện rượu bộc phát phải kìm nén rất khó chịu. Ở đây không có rượu, tâm trạng cô ta đang rất tiêu cực, bên tai lại văng vẳng một giọng nói quen thuộc, làm Như mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy chạy loạn, kéo hết rèm trong phòng lại. Cuộc họp vẫn tiếp tục không bị cản trở, 20 phút sau, mọi người mới quay lại bộ phận, An cùng với phó giám đốc đi tham quan công ty để cho Viễn giải quyết riêng với Như. Chị Như đang ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc ạ. Thư ký đứng bên ngoài nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ, hiếu kỳ nhìn theo khi Viễn mở cửa, tài liệu trên bàn rơi xới sàn, những mảnh thủy tinh từ lọ hoa rơi vãi xuống. Như đang run rẩy trên ghế, liền đứng bật dậy, chạy tới muốn ôm Viễn nhưng bị anh đẩy ra. Anh đừng bỏ rơi em sợ lắm. Anh Minh đã bỏ em mà đi rồi. Trên đời này ngoài anh ra, em không còn ai để dựa dẫm nữa. Em đã làm gì có lỗi với An, hôm nay em sẽ xin lỗi em ấy. Anh muốn em có thể xin lỗi, thế nào em cũng đồng ý. Cô đã gặp Phương, sao lại không cho chúng tôi biết?
như điếng người bất động, trong đầu vận dụng hết khả năng cũng không phản ứng kịp. Phương đang ở Thái Lan, sao Viễn lại biết bọn họ đã gặp nhau? Em đã gặp Phương. Sở dĩ em không nói với anh hay anh Khiêm, vì biết em sợ anh ấy lại khó xử, dằn vặt với những gì mà anh đã làm với anh trai em. Phương lại bảo cô rộng lượng, bỏ qua cho cô ta, không hề oán trách nửa lời, thậm chí còn giúp đỡ cho cô ta mượn tiền. Trong khi cô luôn muốn tôi phải bù đắp thay Minh chăm sóc cho cô, tôi thắc mắc sự rộng lượng mà cô dành cho Phương xuất phát từ lý do gì. Tôi đáng trách vậy, cô ta không liên quan gì hay sao? Em không... Chuyện này là có hiểu lầm. Vậy hôm nay, cô giải thích cho rõ ràng đi. Viễn lúc này rất đáng sợ, giọng điệu lạnh lẽo, không khiến Như dùng mình bằng ánh mắt sâu hút, như muốn nhấn chìm mọi vật rơi vào tầm ngắm. 3 năm qua, anh không thể nào nguôi ngoai về sự ra đi của bạn thân vì bên cạnh có Như. Thỉnh thoảng, cô ta sẽ nhắc lại cho anh nhớ bằng những lời lẽ có hàm ý trách móc đau xót. Nói như An thì chính xác là lợi dụng cái chết của anh trai mình để đòi hỏi anh đáp ứng theo ý muốn. Vậy tại sao cô ta lại dễ dàng bỏ qua cho kẻ khởi nguồn mọi chuyện? Anh không hiểu và đang rất muốn biết. Phương từng mang thai, đứa bé là con của anh Minh. Sau khi anh ấy mất, chị ta cũng sẽ mất đứa bé. Em chỉ mới biết chuyện khi gặp lại Phương. Nghĩ tới em thấy rất thương cho đứa con chưa kịp chào đời của anh Minh. Thế nên em mới mềm lòng cho chị ta mượn tiền. Như ngồi gục mặt xuống ghế, òa lên khóc. Anh không biết, cảm giác trơ trọi, cô độc một mình khi sống ở trên đời này không còn người thân nào, đáng sợ thế nào đâu. Anh Minh chưa từng mắng em, nhưng khi em quyết định không thi đại học, anh ấy đã mắng em rất nhiều. Em biết anh ấy lo cho tương lai của em, sẵn sàng chịu khổ, kiếm tiền cho em đi học tiếp. Trong thâm tâm em luôn nhắc nhở bản thân rằng mình phải kiếm được thật nhiều tiền. Dù anh Minh không còn nữa, nhưng em vẫn cố gắng. Em thừa nhận mình ỷ lại, dựa dẫm vào anh rất nhiều. Tính cách em vẫn còn trẻ con, muốn được anh quan tâm yêu thương em như anh Minh, mà không biết làm cho anh khó chịu. Em xin lỗi. Chuyện Phương từng mang thai con của Minh có thật hay không? Anh nghĩ là em có thể bịa đặt ra những chuyện này sao? Trước đó em rất hận chị ta. Em hận tới mức mỗi lần nghĩ tới đều đau tức lồng ngực. Nếu không phải là chị ta từng mang thai con của anh trai em, thì ngay khi gặp lại, em đã không để yên cho Phương rồi. Không nghe Viễn nói gì, Như bắt đầu dùng dáng vẻ khóc lóc đáng thương của mình làm siêu lòng anh. Anh Minh không ủng hộ em làm người mẫu. Một đứa chân ướt chân ráo mới bước chân vào nghề như em, bị người khác bắt nạt chèn ép, em cũng không dám nói cho anh ấy biết. Tháng lương đầu tiên, em không giữ lại bao nhiêu mà đưa hết cho anh Minh. Lúc đó anh ấy đang nghiên cứu dự án mà bọn anh đã lên kế hoạch khi ra trường sẽ thực hiện. Anh ấy ấp ủ và hy vọng rất nhiều. Không có tiền nên phải cố gắng gấp đôi người khác để thực hiện ước mơ. Em thấy mà chỉ biết xót thôi, chẳng giúp được gì cả. Theo tôi tới một nơi. Viễn nhờ Tiên đến công ty đón An. Hôm nay anh không cùng Như làm rõ mọi chuyện thì không được. Cô ta không có thời gian gọi cho Phương, cũng chẳng biết chính xác cô ta đã về nước hay chưa. Có ai phản đối quyết định của ông xã cậu không vậy? Không có, mọi người đều đồng ý nhưng có vẻ miễn cưỡng, đa số đều hoài nghi về năng lực của tớ. Đó là điều tất nhiên, cả công ty đang nghĩ cậu có quan hệ đặc biệt với anh Viễn nên mới được làm tổng giám đốc. Cậu phải có thời gian, từ từ chứng minh cho họ thấy mình không phải là bình hoa di động. Vẻ mặt của Như lúc đó chắc là buồn cười lắm nhờ. Chị ta hết dám phách lối nữa rồi, đợi Hoa Vũ kết thúc hợp đồng với chị ta rồi, để xem bản lĩnh chị ta tới đâu. Tớ thấy chị ta vẫn còn rất cố chấp muốn bám vào Viễn. Bây giờ quyền điều hành Hoa Vũ là của cậu, đá bay chị ta đi. Tiên rất hả hê, thái độ khó ưa của Như rất nhiều người ghét. Chẳng qua ở công ty, cô ta được ưu ái nên không ai thể hiện ra mặt thôi. Lúc anh Viễn gọi cho cậu, có nói là sẽ cùng Như đi đâu không? Anh ấy không nói với cậu à? Tớ đang ở trường, nhận được điện thoại xong qua đây. Không biết Viễn đưa Như đi đâu, lúc đó cô đang cùng với phó giám đốc đi tham quan các bộ phận, có nhiều người cũng không tiện hỏi. Về nhà An nhắn tin cho anh, nửa tiếng sau vẫn chưa thấy Viễn nhắn tin lại. Trước ngôi mộ lẻ loi nằm giữa bãi đất trống cỏ mọc xanh tiếng thút thít khe khẽ như đang kìm nén của người phụ nữ đứng bên cạnh Viễn nghe rất đau lòng. Mỗi năm tới ngày sinh nhật anh và Khiêm đều hẹn đến đây, tình bạn giữa ba người không hề mất đi, tồn tại cùng với nỗi mất mát. Như suy sụp ngồi thụp xuống, nức nở trước mộ anh trai. Hôm nay em đến cùng với anh Viễn, trước mộ anh có điều gì khuất tất, mong anh giúp bọn em gỡ bỏ hiểu lầm. Em biết là anh luôn theo dõi, che chở bảo vệ cho đứa em gái này, anh giúp em với nhá. Viễn đứng thẳng lưng,
tay đút vào túi quần, dáng người thẳng tắp, trầm mặc, đợi đông đủ rồi mới lên tiếng. Khiêm đang trên đường đưa Phương đến đây, muốn biết rõ ràng mọi chuyện, phải cùng ba mặt một lời. Người phụ nữ cùng với Khiêm bước xuống xe, làm cho Như hóa đá tại chỗ. Hôm trước lúc hỏi mượn tiền, Phương đã định nói mình về nước rồi, nhưng lưỡng lự chưa kịp nói. Những người tham gia bữa tiệc sinh nhật trên du thuyền hôm đó đang có mặt ở đây. Phương sợ sệt không dám nhìn vào di ảnh của Minh, về diễn xuất cô ta không bằng Như, nhưng lúc này cả hai đều có chung vẻ mặt bất an. Viễn nhìn xoáy vào Phương bất ngờ hỏi. Trước mộ Minh, tôi muốn hỏi cô một câu. Cô có từng mang thai con của cậu ấy không? Mặt Phương lập tức ngẩng lên trắng bệch đáp. Không có, bọn tôi chỉ mới quen 2 tháng, sao tôi có thể để mình mang thai được? Môi dưới của Như cắn chặt đến bật máu, Phương không nhận ra được tín hiệu từ cô ta. Chỉ một câu đã đem tất cả những lời nói trước đó của cô ta trở thành giả dối. Viễn chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Như. Sau lưng cô ta, Như có từng đợt gió lạnh lẽo xuyên qua người, bị vạch trần ngay trước mộ anh trai mình. Có diễn giỏi đến mấy, lúc này cô ta cũng không thể xoay sở được. Vậy mà tôi lại nghe chính miệng Như nói ra là cô mang thai đấy. Hai người chưa kịp thống nhất lời nói với nhau sao? Giờ em nói gì, mọi người cũng không tin. Em mệt mỏi, sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn cái cớ nào nữa, thì cô nói ra luôn đi. Em không muốn nói gì hết, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Người mất là anh trai em, hay anh không thể hiểu thấu được những gì mà em đã phải trải qua? Trước khi mình nhảy xuống biển, có phải cô đã nói gì với cậu ấy đúng không? Em lặp lại với anh một lần nữa. Nếu em có cơ hội nói chuyện lần cuối với anh Minh, thì anh ấy đã không mất. Như lảo đảo bước tới, chỉ thẳng mặt Phương chất vấn. Đáng lý ra, tôi nên cảnh giác chị. Chị đã hại anh trai tôi, vậy mà tôi vẫn tin chị. Chị không làm gì hại em hết. Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, không biết sẽ làm ra chuyện dại dột gì. Giờ tôi đã hiểu cảm giác lúc đó của anh Minh rồi. Chị là con rắn độc thâm hiểm, quả báo nhất định sẽ đến với chị thôi. Chị không có mà. Chị đã nhận được quả báo rồi. Chị rất hối hận khi không biết trân trọng tình cảm của Minh. Im đi. Chị không xứng đáng yêu anh trai tôi. Tôi nguyền rủa chị cả đời, không bao giờ được hạnh phúc. Đừng. Chị biết sai rồi. Em đã nói là sẽ bỏ qua cho chị. Hôm đó ngay tại đây, em đã nói như thế mà. Trước mộ một người đã mất, vẫn có người thích nói dối. Khiêm đang nghiêng về phía của Như nhiều hơn. Lời nói của cô ta càng lúc càng mâu thuẫn. Vậy hôm đó, chị đã nói với tôi những gì tại đây, chị quên hết rồi hay sao? Tôi tài tình đến mức tự bịa được những chuyện chị từng mang thai hả? Phương không biết thái độ của Như sao lại khác như vậy. Cô ta chưa từng nói mình mang thai. Bạn trai Phương nhìn thấy cô ta lên xe ô tô của người đàn ông hôm trước nên âm thầm đuổi theo. Tới nơi chưa kịp hiểu chuyện gì, đã đúng lúc nghe được câu vừa rồi của Như, hùng hổ lao tới túm tay Phương tức giận mắng. Cô có thai với thằng nào? Nói! Em không có thai với ai cả, anh đừng tin cô ta. Con khốn này, mày dám cắm sừng tao sao? Em van anh, em không có mang thai con của ai hết. Cô ta từng nói mang thai con của anh trai tôi. Anh ấy bị cô ta hại chết đấy. Câu nói của Như, Như đổ thêm dầu vào lửa. Tên bạn trai vũ phu nghiến răng túm chặt cánh tay Phương, làm cô ta run lên cầm cập cầu cứu Khiêm. Cứu tôi với, anh ta sẽ đánh chết tôi mất, làm ơn cứu tôi với. Thấy tên bạn trai kia sắp sửa đánh Phương, Khiêm đứng gần đó ngăn lại. Loại đàn ông chỉ biết đánh phụ nữ rất hèn hạ. Mày bỏ ra, nó đáng bị đánh. Con đàn bà lẳng lơ dám cắm sừng tao. Khóe môi Như khẽ nhếch lên, rất nhanh rồi biến mất, nhưng không qua được mắt của Viễn. Bị hai đòn của Khiêm, tên bạn trai kia đánh không lại, lảo đảo dè chừng. Phương sợ muốn ngất xỉu, quỳ rạp trước mộ của bạn trai cũ chứng minh mình không nói dối. Ngay tại đây, mình có thể chứng kiến cho tôi. Tôi thể chưa bao giờ nói với Như rằng mình đã mang thai. Nếu có nói sai nửa lời, cái mạng này tôi cũng không tiếc. Vậy còn cô? Cô có dám thề hay không? Em dám. Như đã lấy lại được bình tĩnh, đáp lại Viễn ngay lập tức. Anh cười nhạt đáp. Không cần lấy tính mạng đâu. Lấy sự nổi tiếng hiện tại của cô ra thề đi. Đầu giờ chiều, Viễn mới trả lời tin nhắn của An. Anh đang trên đường về, ngủ chưa dậy. Đầu cô nặng nề rất khó chịu, trong không khí có mùi đất ẩm xộc vào phòng. Trời mưa rồi, cơn mưa nhanh chóng trắng xóa bầu trời. An nôn nao khó tả, đứng ở ban công nhìn xuống dưới sân, xem thử Viễn đã về chưa. Cô nhận ra mình đang lo lắng cho anh,
không quen ngủ một mình trên chiếc giường lớn này khi không có anh bên cạnh. Mới đó cuộc sống của cô đã có sự xáo trộn vì một người đàn ông. Trái tim cũng có hình bóng của anh, tình cảm ngày càng lớn dần, hình thành những thói quen lạ lẫm. Vừa nhìn thấy chiếc xe đang từ cổng chạy vào sân, An đã vui mừng lật đật từ trên phòng chạy xuống, thấy cô đứng trước cửa đợi mình, cơ mặt của Viễn thả lỏng mỉm cười. Anh đã ăn gì chưa? Vẫn chưa. Để em đi nấu đồ ăn cho anh nhé. Không muốn hỏi anh gì à? Lo cho cái bụng của anh trước đã, em sẽ hỏi sau. Anh đi thay quần áo đi, dính nước mưa rồi. Viễn chỉ bỏ bữa trưa đến gặp cô một lần, lại được An quan tâm đến chuyện ăn uống. Cô giục đi thay quần áo liền về phòng thay. Không biết nấu ăn nhưng mà An thích nấu. Bà Tố thấy con dâu lục đục trong bếp nên vào xem thử. Con đang tìm cái gì à? Con định làm mì xào cho Viễn, anh ấy vẫn chưa ăn trưa mẹ ạ. Bà định phụ con dâu nhưng nghĩ lại để cho An tự nấu, Viễn sẽ ăn ngon hơn nên chỉ đứng một bên xem. Cậu về chưa? Tôi vừa về đến nhà. Bạn trai của Phương ghen tuông rất dữ. Cô ta đến chỗ một người họ hàng xin ở nhờ. Tôi đã nắm được địa chỉ rồi. Trời đang mưa lớn, cậu lái xe cẩn thận đấy. Ừ, tối gặp. Đĩa mì xào thơm phức, được trang trí đẹp mắt, đang đợi Viễn thưởng thức. An chưa hỏi anh gì cả, ngồi chống cằm xem anh ăn mì với vẻ mặt vui vẻ. Về nhà nhìn thấy cô, tâm trạng của anh sẽ khác đi, cảm xúc từ từ dịu lại. Anh cũng không muốn thể hiện sự tức giận đáng sợ trước mặt An. Viễn nhanh chóng xử lý hết đĩa mì xào, không bao giờ kiệm lời khen với vợ, mà An thuộc tuýp phụ nữ yêu bằng tai, khoái được nghe mấy lời khen của anh. Mẹ hỏi đồ ăn vợ nấu và đồ ăn mẹ nấu cái nào ngon hơn. Nó bảo đồ ăn vợ nấu. Cái thằng này cuối cùng cũng đã giác ngộ rồi. Không biết mẹ nói gì mà An cứ tủm tỉm cười. Viễn ăn xong tự rửa chén, lau khô tay rồi mới đi ra hỏi. Mẹ nói gì tôi à? Nói xấu anh đấy, anh đã nghe được gì chưa? Nghe được mẹ khen ông xã của em đẹp trai. An bĩu môi lườm anh. Đẹp chỗ nào, sao em không nhìn thấy vậy? Em ngắm mỗi đêm vẫn chưa nhìn ra sao? Ông xã của em còn có vẻ đẹp tiềm ẩn, phải cởi ra mới thấy hết. Cho em xem bây giờ luôn nhá. Em không có nhu cầu xem đâu, anh đừng có cởi. Không xem, làm sao em thấy được vẻ đẹp của tôi? Anh đẹp trai chỗ nào cũng đẹp, em nhìn thấy hết rồi. Đang ở phòng khách, anh mới giả vờ định cởi áo, An đã xấu hổ ngăn lại. Cô bỏ chạy về phòng trước, bà Tố vào giúp việc, lén nấp sau tủ kính xem rồi cười trộm. Con dâu đáng yêu thế kia, ai mà chẳng thích, con trai bà cũng không ngoại lệ. Trời mưa đến chập tối mới ngừng, chiều nay An đã ngủ hai lần, thức dậy lần nữa bên ngoài trời đã tối đen, Viễn vẫn còn ngủ, giấc ngủ của anh rất sâu, không bị hành động của cô đánh thức. Bóng tối dày đặc như tấm mạng nhện khổng lồ, Viễn cố vùng vẫy không thoát ra được, An đang đứng bên kia đưa tay đợi anh. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới tay cô, bỗng nhiên trước mắt đen kịt, An không thấy đâu nữa, cơn ác mộng làm Viễn bừng tỉnh. Anh sao thế? An không hiểu chuyện gì, anh đột nhiên ôm cô chặt cứng, liên tục hôn lên trán, lồng ngực đang đập loạn xạ dần dần bình tĩnh lại. Lát nữa tôi có hẹn với Khiêm, đưa em đi cùng nhé. Vậy để em rủ Tiên nữa. Ừ, chúng ta nằm thêm một lát rồi đi tắm. Anh mơ thấy gì à? Viễn không kể cho cô nghe về giấc mơ vừa rồi, ôm cô vào lòng nói đùa. Mơ thấy em dỗi, không cho tôi ngủ chung giường nữa. Em lại tưởng anh mơ thấy em ôm hết tài sản của anh bỏ trốn chứ. Em trốn đến đâu tôi cũng tìm được. Lợi hại vậy cơ á? Nếu bỏ trốn em sẽ trốn rất kỹ, anh nhớ phải tìm ra đấy. Không đùa nữa, tôi không cho em bỏ trốn đâu. Em nói thật đấy, không đùa đâu, anh lo mà giữ tài sản cho chắc vào. Anh không sợ cô ôm tài sản cao chạy xa bay, mà sợ An rời khỏi mình. Nhớ tới đơn ly hôn đã có chữ ký anh từng đưa cô, muốn giữ vợ, Viễn phải nhanh hơn một bước xử lý đơn ly hôn đó. An đi tắm trước, không biết ở ngoài anh đang lục lọi hết các ngăn tủ. Hợp đồng hôn nhân của anh và An, mỗi người giữ một bản. Mẹ anh phát hiện đã lấy đi một bản, còn đơn ly hôn và bản hợp đồng còn lại, không biết An cất ở đâu. Viễn lén lút như trộm, vừa tìm vừa canh chừng cửa nhà vệ sinh. Bên góc tủ quần áo có một chiếc vali là của An, thứ Viễn đang tìm cất trong đó. Anh tìm hết phòng để quần áo mới chú ý đến. An tắm xong không thấy anh đâu, sang phòng bên cạnh thì thấy Viễn đang mở vali của cô. Anh tìm gì vậy? Viễn đã nhìn thấy đơn ly hôn, vội đóng vali lại, hắng giọng đáp. Tôi nghe có tiếng động, hình như có chuột. Chuột trong vali của em sao? Ừ, em đi lấy giúp tôi thứ gì đó bắt nó được không? Tôi đứng đây canh chừng cho. Vâng, anh đợi một tí. Cô không chút nghi ngờ chạy đi tìm. Thời cơ đã đến, Viễn mở vali, lấy tờ đơn ly hôn xé vụn mấy góc cho đến khi hài lòng. An nhanh nhẹn cầm theo hai chiếc bao tay quay lại, cô định cho anh bắt chuột bằng tay.
Viễn cầm tác phẩm của mình bị xé xong, đổ ăn cho mấy con chuột. Bị cắn rách hết rồi. Anh bắt được chuột rồi à? Nó vừa chạy mất, nhanh quá không bắt kịp. Lúc này, An mới nhìn ra thứ anh đang cầm là tờ đơn ly hôn. Nhưng mà có con chuột nào lại cắn giống như xé thế này đâu. Làm việc xấu ắt hẳn phải chột dạ. Viễn lại hắng giọng. Giấy tờ quan trọng, em cất trong ngăn kéo đi. Đừng để bên ngoài thế này, thế nào cũng bị chuột cắn rách cho mà xem. Chuột cắn hay là anh xé thế? An nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Lần đầu tiên cô thấy Viễn đỏ mặt, đang rất buồn cười nhưng phải nhịn để trêu anh. Cô bước tới, không nói không rằng, hai tay thò vào trong túi quần của Viễn. Quả nhiên, con chuột đi bằng hai chân này chưa kịp phi tang chứng cứ. Mảnh giấy vụn anh vừa xé đem nhét vào túi, bị An phát hiện mặt cười gượng. Anh sợ em bỏ trốn đến như vậy cơ à? Chúng ta ở bên nhau đang rất vui, tôi nghĩ thứ này không cần dùng đến nữa. Đền tờ khác cho em đi, nhỡ anh làm gì khiến em thất vọng thì em cần dùng đến. Tôi đảm bảo sẽ không làm gì khiến em thất vọng hết. Anh lấy gì ra đảm bảo đây? Lấy hết tài sản tôi đang có ra đảm bảo với em, chúng ta làm bản hợp đồng khác nhé. Cô tưởng anh nói đùa, nhưng Viễn lại làm thật. Khiêm không biết An rủ thêm tiên, nếu biết anh đã qua tận nhà đón. Cô gái mặc bộ váy trễ vai màu trắng, đi đôi cao gót cùng màu gặp trước quán bar làm cho Khiêm thất thần. Sao cháu lại tới đây? Cháu đến uống rượu với bạn. Nói bậy, tôi đưa cháu về. Đùa chú đấy, An rủ cháu đến đây chơi. Khiêm nhìn xuống đôi giày cao gót tiên đang mang, không hài lòng nói. Cháu mang giày thấp thôi, đừng có mang mấy đôi như thế này. Đôi này thấp nhất trong tủ giày của cháu rồi đấy. Vợ chồng Viễn tới sau 5 phút, trong phòng có hai người đã tới trước, Tiên đang ăn trái cây, tới quán bar nhưng mà ông chú khó tính này không cho cô đụng tới thứ gì có cồn. Cậu không gọi rượu sao? Tôi thấy hơi nhức đầu, hôm nay không uống được. Chú ấy có tuổi rồi, thời tiết thay đổi, sức khỏe cũng kém ạ. Mới một cơn mưa, Khiêm đã bị chê yếu, cũng chỉ có con nhóc này mới chê thẳng mặt anh như vậy. An và Tiên xử lý đĩa trái cây, ngồi nghe hai người còn lại nói chuyện. Hóa ra hôm nay Viễn đưa Như tới mộ của anh trai cô ta. Những nghi ngờ của Khiêm về lời nói không có tính xác thực của cô ta làm cho An hiếu kỳ. Có phải Như diễn quá giỏi nên giữa màn ảnh và ngoài đời tự phân cho mình những vai diễn khác nhau hay không? Anh cho em mượn thêm 50 triệu nữa thôi. Em hứa cuối tháng sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi. Mày hứa lần thứ mấy rồi? Đi tìm đứa khác mà mượn. Em đã đến tận đây tìm anh. Có ít hay nhiều, anh cho em mượn xoay sở đỡ đi anh Thái. Lần này em cam đoan sẽ không thất hứa nữa. Tao dùng đầu gối tin mày à? An rủ Tiên đi vệ sinh. Trên hành lang bắt gặp hai người đàn ông đang nói chuyện. Tiên bỗng kéo cô lại thì thầm. Cậu thấy người mặc áo thun đen kia không? Anh ta là bạn trai của Phương đấy. Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Vừa rồi cô có nghe kể bạn trai hiện tại của Phương là một tên cờ bạc vũ phu. Anh ta gặp Tiên ở resort, không muốn rắc rối nên cả hai đi sang hướng khác. Hai con nhóc kia đi rồi, Khiêm mới tiết lộ thông tin quan trọng mà mình không tiện nói qua điện thoại. Trong thời gian quen nhau, Phương hai lần bắt gặp bọn cho vay nặng lãi đến tìm Minh đòi tiền. Minh từng hỏi mượn tiền tôi, nhưng sau đó cậu ấy nói có tiền rồi không cần mượn nữa. Có thể vì chuyện nợ nần, tinh thần cậu ấy đã bị tác động, không hẳn vì việc làm của Phương. Cũng có thể đó là giọt nước tràn ly khiến cậu ấy có suy nghĩ tiêu cực. Như đang giấu chúng ta chuyện gì đó, lời nói và hành động đều mâu thuẫn với nhau. Muốn biết sự thật, chỉ có thể điều tra từ cô ta mà thôi. Tôi hỏi thật, nếu Như lừa dối cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Giao hoa vũ cho An quản lý chính là câu trả lời của Viễn. Anh không làm việc gì có lỗi với bạn bè, trách nhiệm mà 3 năm qua anh tự đeo vào người nên buông được rồi. Đừng, làm ơn tha cho tôi đi, không! Chiếc mô tô lao tới như cơn gió, hất tung người phụ nữ đang hoảng sợ bỏ chạy. Mặc kệ cô ta cầu xin trong hoảng loạn, người cầm lái chiếc mô tô không hề có ý định dừng lại. Qua lớp kính mũ bảo hiểm, đôi mắt sắc lẹm cong lên, tiếng động cơ đã dừng lại. Người phụ nữ nằm thoi thóp dưới đất, đang cận kề lưỡi hái tử thần. Một đòn đánh vào đầu chấm dứt hy vọng sống mong manh cuối cùng. Xác định đối phương đã không còn thở, chiếc mô tô cũng nhanh chóng rời đi. Nói là giao hẳn công việc ở Hoa Vũ cho An, nhưng cô chưa nắm được hết, cần Viễn hỗ trợ mình ít nhất trong một tháng. Cô đang cân đối thời gian giữa lịch học và đến công ty sao cho hiệu quả nhất. Phòng làm việc của Viễn không cần thay đổi gì. Buổi sáng An có lịch học nên chiều mới cùng anh đến công ty. Tin Phương mất chiều anh mới nghe được. Khiêm đang trên đường đến nhà người dì của cô ta. Sự ra đi của Phương ngay lúc này đang đẩy mối nghi ngờ vào rất nhiều người. Tôi đã bảo với nó, đừng có qua lại cái thằng đó nữa rồi. Vậy mà nó không nghe, để ra nông nỗi này.
Trong đám tang dì của Phương liên tục trách móc tên bạn trai khốn nạn hại chết cháu gái mình. Công an phát hiện dấu giày nam tại hiện trường, chưa có kết luận điều tra chính thức, nhưng mọi người đều khẳng định là bạn trai của Phương làm. Khiêm đến viếng rồi tìm hiểu thông tin, khi có người phát hiện thì Phương đã mất rồi. Hiện trường là một vụ cố ý giết người. Có người dân trình báo, tối qua có nghe thấy tiếng xe mô tô gần khu xảy ra vụ án. Trùng hợp, bạn trai của Phương đang có một chiếc, mọi manh mối đều khẳng định là anh ta. Quan trọng là anh ta đã bất ngờ biến mất. Lúc chúng ta ở quán bar, em và Tiên đã gặp bạn trai của Phương. Anh ta theo năn nỉ một người đàn ông mượn tiền, nhưng hình như không được. Nếu tính thời gian quay về vào thời điểm xảy ra án mạng, thời gian không chênh lệch nhiều lắm. Anh ta thường xuyên đánh đập bạn gái và bắt Phương trả nợ giúp mình. Hôm qua ở mộ của Minh cũng có mặt của anh ta. Như đã khẳng định, Phương từng mang thai. Có thể điều này khiến anh ta nổi giận. An và Khiêm đang phân tích vấn đề, Viễn trầm ngâm có suy nghĩ khác hai người. Anh đột nhiên đứng lên, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tối qua, Như có ra ngoài không? Không ạ, em ấy ở nhà chuẩn bị hành lý, sáng nay lên đường đến phim trường. Viễn vừa quay vào, An đã thắc mắc hỏi. Anh gọi cho ai vậy? Tôi vừa gọi cho trợ lý của Như. Khiêm đã đoán được ý của anh, có hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới khả năng này. Hôm qua, ở trước mộ Minh, cả Phương và Như đều thề độc. Chỉ qua một đêm, lời thề ứng nghiệm với Phương. Sự trùng hợp này giống như muốn khẳng định là cô ta nói dối. Cậu đang nghi ngờ Như sao? Không nằm ngoài khả năng cô ta có thể liên quan. Vậy trợ lý của Như nói thế nào? Tối qua, Như không ra ngoài. Sáng nay đã tới phim trường. Lời nói của trợ lý cô ta cần phải xác thực. Theo như tình hình, bạn trai Phương là một người có động cơ lớn nhất. Một mình Như không thể tạo ra hiện trường hoàn hảo như vậy được. Khi mọi manh mối đều khẳng định bạn trai Phương là hung thủ, thì Viễn lại đưa ra phân tích khác. An không dám nghi ngờ lung tung khi chưa có cơ sở, bởi vì hành động này quá độc ác và tàn nhẫn. Sáng nay, Như đến phim trường bắt đầu lịch quay. Nếu là hung thủ, sao có thể bình tĩnh tới mức đó? An có quen với trợ lý đạo diễn, cô nhắn tin hỏi Han về lịch quay thế nào. Đúng là sáng nay, Như đã có mặt và quay cảnh đầu tiên, thái độ không có gì khác thường. Căn nhà mà Như đang ở là công ty thuê cho, số tiền kiếm được từ đóng phim và quay quảng cáo dư sức cho cô ta mua riêng một căn biệt thự khác để tiện cho công việc, trợ lý sống chung nhà với Như. Khi Viễn hỏi, chị ta khẳng định tối hôm xảy ra vụ án như không ra ngoài. Hơn một tuần trôi qua, vụ án chưa có manh mối gì thêm, vẫn chưa tìm ra được tung tích bạn trai của Phương. Chiều nay, tổng giám đốc hỏi chị mật khẩu khóa nhà. Chị nói đi. Khi về, bảo người đến thay khóa khác. Như đang thay trang phục, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chuyện Phương mất, cô ta đã nghe rồi, nhưng không đến thăm viếng. Có một số việc Viễn không tiện ra mặt điều tra nên nhờ Khiêm. Anh đã đến căn nhà Như đang ở, không phát hiện manh mối liên quan. Vào lúc 7 giờ tối, trợ lý của Như có ra ngoài. Đến hơn 9 giờ cô ta mới quay lại. Trong thời gian đó, không thấy xe của Như rời khỏi nhà. Khiêm tốn khá nhiều công sức mới có được đoạn trích xuất camera này. Tòa nhà đối diện căn nhà Như đang ở vẫn còn lưu giữ lại dữ liệu. Góc quay rộng dễ theo dõi, hình ảnh hơi mờ, chỉ dựa vào màu sắc chiếc xe để nhận diện. Viễn đang nhíu mày xem rất nghiêm túc, ngẩng đầu lên nói. Như có thể ra ngoài bằng xe của trợ lý. Điều gì khiến cậu cho rằng hung thủ có thể là Như vậy? Không phải là tôi bênh vực Như, nhưng để lên kế hoạch giết một người, không để lộ chút sơ hở gì không phải là chuyện dễ. Cậu quên Như giỏi nhất là diễn sao? Không chuyện gì là không thể hết. Cậu cần tôi làm gì nữa không? Cảm ơn cậu, còn lại tôi sẽ tự điều tra. Cái nhếch môi thoáng chốc của Như khi thấy bạn trai Phương tức giận định đánh cô ta làm Viễn nghĩ đến rất nhiều. Như không phải con người đơn giản, để lấy được vai nữ chính đóng chung với An, cô ta đã trao đổi một thứ gì đó với đạo diễn Châu, khiến ông ta phải nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Trong thế giới giải trí này có rất nhiều mặt tối, Như vào nghề từ năm 16 tuổi, đã phải đánh đổi rất nhiều lần trước khi được vào Hoa Vũ nâng đỡ. Viễn chợt nhớ ra nói. Tuần tới, An có tham dự sự kiện. Cậu sắp xếp giúp tôi vài vệ sĩ đi cùng với cô ấy. Ừ, khi nào đến lịch, cậu gửi thời gian và địa điểm sang cho tôi. An được một bên nhãn hàng mời tham dự sự kiện. Tuần tới sẽ có đợt quảng bá phim. Độ hot giữa cô và Thịnh vẫn chưa hạ nhiệt. Anh ta đang quay cùng với Như, nhưng chưa thấy có thông tin thảo luận nào, vẫn thích tạo hiệu ứng cặp đôi với cô. Chị Hà đưa An đi make up làm tóc xong, đến sớm hơn những khách mời khác. Công tác đón tiếp từ ban tổ chức không được chuyên nghiệp lắm. An đến trước nhưng phải nhường cho khách mời khác lên chụp ảnh. Thứ tự được xếp theo mức độ nổi tiếng, cô đang được xếp sau cùng. Sự kiện tổ chức ở trung tâm thương mại, màn hình LED bên trái đang phát đoạn quảng cáo,
An xem đến ngẩn người, tới lượt mình lên chụp ảnh cũng không chú ý. An. Chị Hà gọi hai lần cô mới có phản ứng, bối rối bước lên, ánh mắt lại hướng đến màn hình LED kia một lần nữa. Đoạn quảng cáo đã kết thúc. Suốt sự kiện cô không tập trung, vừa kết thúc đã lên xe cùng với chị Hà rời khỏi trung tâm. Anh Viễn chưa về hả mẹ? Nó về rồi, vừa mới đi đâu tiếp, con gọi hỏi thử xem. Dạ. Lên phòng chưa kịp tẩy trang thay quần áo, An liền gọi cho anh. Đoạn quảng cáo đó đã quay một năm trước, hôm nay bất ngờ được xem phát lại có một chỗ cô thấy trùng hợp. Viễn đang trên đường đến tiệm bánh mà trợ lý của Như nói chiều hôm đó, đi mua cho cô ta để xác minh. Dù công an chưa tìm ra manh mối nào liên quan đến Như, nhưng anh vẫn tin vào trực giác của mình. An đang gọi, anh dừng xe để nghe máy. Anh đang ở ngoài à? Ừ, tôi có việc cần ra ngoài một lát. Như biết lái mô tô. Chị ta từng quay một đoạn quảng cáo cho một hãng điện thoại. Hôm nay lúc tham gia sự kiện, em vô tình thấy ở trung tâm phát một đoạn quảng cáo này. Em đã về nhà chưa? Rồi ạ, em vừa về, còn anh? Tôi đang đi trên đường, gần tới nơi rồi. Hơi xa, nên là tầm một giờ nữa mới về. Vâng. Viễn không nhớ đoạn quảng cáo đó. An nói anh mới xem lại. Tiệm bánh mà trợ lý lái xe hơn nửa tiếng để mua bánh cho Như khá đông khách. Lúc Viễn tới, đã thấy có người đứng xếp hàng đợi. Đang đông khách, nên nhân viên của quán không mấy nhiệt tình trước những câu hỏi của anh. Khi Viễn định ra về, thì có một nhân viên nữ từ trong quán chạy ra nói. Vị khách lúc nãy anh hỏi, thường hay tới tiệm mua bánh. Chị ấy chỉ mua đúng một loại, tuần trước có đến đây mua ạ. Cô có nhớ thời gian khi nào không? Là buổi tối, tầm khoảng 7-8 giờ gì đó. Đợi xe của Viễn đi rồi, nữ nhân viên mới chạy vào tiệm, bị đồng nghiệp nhắc nhở. Đang đông khách em chạy đi đâu vậy? Em đau bụng quá đi vệ sinh, nhanh tính tiền cho khách đi. Gần đến giờ cơm tối, Viễn mới về tới nhà. Bà Tố thấy con trai mua bánh về, chắc mầm là mua cho con dâu. Đến tận nơi xác nhận, lại nhận được thông tin không trùng khớp với suy đoán, Viễn vẫn chưa hoàn toàn tin Như. Chiều giờ anh đi đâu thế? Vào chiều tối hôm xảy ra vụ án, trợ lý của Như có lái xe ra ngoài mua bánh. Tôi đến tiệm bánh hỏi xem cô ta có đến đây hay không. Nhân viên xác nhận là cô ta có đến. Ban đầu em cũng không nghĩ Như là hung thủ. Hôm nay xem được đoạn quảng cáo mới cảm thấy có cơ sở để hoài nghi. Có manh mối nào để chúng ta điều tra nữa không anh? Như đang có bằng chứng ngoại phạm, giờ chỉ chờ công an tìm được bạn trai Phương. Anh ta đang thiếu nợ, có thể tìm tung tích qua những người anh ta vay tiền. Gợi ý của An khá hợp lý, cô vẫn còn nhớ mặt của người đàn ông mà bạn trai Phương hỏi vay tiền. Anh ta có một hình xăm lớn sau gáy rất dễ nhận diện. Lịch quay của Như tạm hoãn vài ngày vì cô ta bị cảm, đã lường trước khả năng Hoa Vũ sẽ chấm dứt hợp đồng với mình. Cô ta đang tìm người khác chống lưng. Như xuất hiện ở công ty, nhận được nhiều ánh mắt hiếu kỳ, đã quen với việc hàng ngàn ánh mắt chĩa vào mình. Ngoài diễn giỏi ra, Như còn giỏi đạp lên dư luận mà sống. An có ở công ty không? Chị muốn gặp tổng giám đốc thì phải chờ tôi gọi điện báo. Tổng giám đốc đồng ý chị mới được vào. Thư ký không còn sợ Như, chặn đường cô ta trước phòng làm việc của An. Gọi cho cô ta đi. Vậy chị qua bên kia đợi một lát. Đổi chủ rồi, trông cô có vẻ vui nhỉ. Dáng nịnh bợ cô ta cho tốt vào, biết đâu lại được thăng chức. Như cười khẩy mỉa mai, thư ký cũng chẳng vừa đáp lại. Sắp tới, không còn gặp chị ở công ty nữa, chúc chị vẫn giữ được sự nổi tiếng như khi còn ở Hoa Vũ. Cô yên tâm, tôi sẽ nổi tiếng hơn nhiều. Những nghệ sĩ Hoa Vũ quản lý đang được An phân bổ kinh phí đầu tư cho dự án mới, tên của Như không có trong danh sách. Cô ta nhận được điện thoại từ phó giám đốc nên đến công ty. Như không thèm gõ cửa mà tự đẩy vào, chiếc ghế quen thuộc mà Viễn thường ngồi đã thay bằng một người khác. Mới đó đã nóng lòng muốn đá tôi ra khỏi công ty. Cô ghê gớm hơn tôi nghĩ đấy. Chị cũng đâu có vừa, tôi đang sợ rằng mình không ghê gớm bằng chị. Như chống hai tay lên bàn làm việc, cười nhạt nhìn An thách thức hỏi. Có bao giờ Viễn kể với cô, giữa tôi và anh ấy đã từng có thời gian sống chung chưa? Chúng tôi quen biết nhau 8 năm đấy. Cô có thể thắng tôi về việc khác, nhưng không thể thắng được về thời gian. Tôi mới là người phụ nữ đầu tiên của Viễn. Tôi không quan tâm trước kia anh ấy từng quen ai, 8 năm hay 10 năm, cũng chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Ngoài miệng cô nói vậy, nhưng trong lòng hẳn là đang rất đau đúng không? Đừng cố tỏ ra rộng lượng làm gì, tôi cũng như cô, đều khó chịu khi thấy Viễn có người phụ nữ khác. Hoa Vũ không gia hạn thời gian tái ký hợp đồng với chị. Một số dự án đang tiến hành sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Tôi chờ xem cô có bản lĩnh gì để điều hành Hoa Vũ. Dù sao nó cũng được lập ra vì tôi,
nhờ cô phát triển cho tốt. An cười nhẹ đáp. Viễn không định duy trì công ty nữa, là tôi đã khuyên anh ấy để Hoa Vũ tiếp tục hoạt động. Chị biết vì sao không? Bởi vì tôi muốn cho chị thấy Hoa Vũ từng đưa chị lên cao, thì bây giờ sẽ đưa chị về lại vạch xuất phát. Cô nên nằm mơ sẽ nhanh hơn đấy. Tôi lại không thích nằm mơ. Cô không kể việc như đến công ty gặp mình, nhưng thư ký đã báo lại với Viễn, sau hai lần đến quán bar, tối nay anh cũng gặp được người đàn ông tên Thái đã cho bạn trai của Phương vay tiền. Thằng Nhân đang nợ tiền của cậu à? Phải. Nhưng anh ta hình như trốn khỏi đây rồi. Nó bảo đợt này đi sang một chuyến, nợ nần anh em bao nhiêu đều trả hết, không biết thằng đấy làm gì, qua một đêm liền phát tài. Anh có cách nào liên lạc với anh ta không? Cậu cho nó vay bao nhiêu? Viễn điềm tĩnh nói ra một con số. 200 triệu. Thế này đi, tôi giúp cậu tìm nó, tiền lãi chia tôi một ít là được. Tôi sẽ chia cho anh 100 triệu nếu tìm được anh ta. Cậu không đùa đấy chứ? Đây là danh thiếp của tôi, khi nào tìm được, anh gọi vào số điện thoại này, tôi sẽ chuyển tiền ngay lập tức. Được. Viễn đến quán bar chưa về, An nói chuyện với chị chồng xong về phòng đợi anh. Những lời như nói hôm nay ở công ty cô không tin. Cô ta lại giống như hôm trước, thích dương đông kích tây, làm cô và Viễn hiểu lầm rồi giận nhau. Vân ngồi ở phòng khách đợi em trai, vừa rồi nghe An tâm sự, sợ em dâu ngại không hỏi thẳng Viễn nên hỏi giúp cô. Chị có chuyện này muốn hỏi em. Tưởng chị gái hỏi chuyện về Cường, khi nghe mới biết có liên quan đến anh. Em và Như có từng yêu đương không? Em chưa từng có tình cảm với cô ta. Chị biết em không thích Như, nhưng vẫn muốn giúp An xác nhận cho chắc chắn. Vân cười trừ nói. Như cứ thích nói hiu nói vượn, chọc cho An ghen. Con bé bắt đầu tin tưởng em rồi. Thư ký có báo với anh Như đến công ty. Cô ta đang bị Viễn nghi ngờ có liên quan đến vụ án của Phương. Nếu suy đoán của anh là thật, cô ta lại càng tỏ ra bình tĩnh thì càng nguy hiểm khó lường. Đã có lịch trình cụ thể cho hoạt động vào tuần tới, cô và Như sẽ cùng tham gia. An chưa biết Viễn sắp xếp vệ sĩ cho mình. Nghe tiếng mở cửa, An đang nằm trên giường bỏ điện thoại xuống ngồi dậy hỏi. Anh gặp được anh ta chưa? Gặp rồi. Khi nào liên lạc được với bạn trai của Phương, anh ta sẽ gọi điện thông báo. Người ta đồng ý giúp anh dễ dàng như vậy à? Không, phải bỏ ra một ít tiền anh ta mới chịu giúp. Em biết ngay mà. Trong hơi thở của Viễn không có mùi rượu, An bị hôn nhột nhạt đẩy ra. Anh đi thay quần áo trước đi. Em không có gì muốn hỏi tôi sao? Chị Vân kể cho anh nghe rồi à? Tôi vừa về bị chị ấy chặn dưới phòng khách giúp em hỏi cho ra nhẽ đấy. Thế ai là người phụ nữ đầu tiên của anh? Là em. Câu trả lời chạm thẳng vào tim, vẻ mặt tủm tỉm cười của cô rất đáng yêu. Viễn không nhịn được lại hôn. Hai tay An vòng lên cổ anh, bị nhấc lên khỏi giường, khẩn trương kẹp chặt hai chân vào eo hông săn chắc. Anh ôm cô từ phòng ngủ sang phòng để quần áo. Cả quá trình, hai đôi môi không thấy tách ra. An bị hôn tới mặt mũi đỏ bừng, bám vào người anh hiếu kỳ hỏi. Trong công ty, còn ai thích anh nữa không vậy? Tôi không biết sức hút của mình đến đâu, chắc cũng có vài người, trong đó có em. Ai thích anh chứ, em chưa từng nói nhá. Em nói rồi nhưng lại giả vờ quên. Lúc nào xem không nhớ. Lúc ở trên giường. Đó là anh ép em nói mà. Viễn cười cười, đặt cô ngồi lên ghế rồi bắt đầu cởi áo. An ra dáng bà chủ khoanh tay ngồi xem. Dáng người của anh rất đẹp, vai rộng, đúng gu đàn ông cô thích. Da thịt cứng cáp khỏe khoắn, nhìn thoáng qua cũng thấy cơ bụng. Còn bên dưới khách quan mà nói thì không có gì để chê. An âm thầm nuốt nước bọt, có biến thái không chứ? Viễn không mặc gì, lượn qua lượn lại trước mặt cô lựa quần áo. Đã thấy anh còn cười cười cái kiểu không đứng đắn. Anh thay nhanh còn đi ngủ. Em ngắm nãy giờ, trả tiền cho tôi được rồi đấy. Là anh tự khoe mà, em có nhu cầu xem đâu. Với lại màn trình diễn của anh chưa được đặc sắc lắm. Nhưng tôi lại thấy mắt em luôn nhìn theo tôi, vẻ mặt rất hài lòng. Hoa Vũ ra thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng quản lý nghệ sĩ giữa công ty và Như, khiến những nhãn hàng hợp tác với cô ta bất ngờ. Đạo diễn Châu cũng không khỏi ngạc nhiên. Những hợp đồng mà Như nhận được đều từ công ty lấy về. Có một số dự án Hoa Vũ bỏ kinh phí ra đầu tư cho cô ta. Chưa tìm được chỗ dựa mới nên tạm thời Như không nhận bất kỳ lời mời hợp tác nào. Viễn chẳng biết trân trọng em. Đã vậy, em cũng chẳng bán mạng kiếm tiền cho anh ta. Quyết định này của em không phải bước đi khôn ngoan. Hoa Vũ là bệ phóng mà bất kỳ diễn viên nào cũng muốn. Lợi ích em kiếm được từ công ty cũng đâu phải ít. Nhịn một chút có làm sao đâu. Em có đủ năng lực để tự đứng một mình. Chỉ đang thiếu một người có thể dẫn dắt cho em. Đạo diễn Châu đẩy Như ra, đứng lên mặc quần áo, không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô ta. Tôi khuyên em,
đừng nên đối đầu với Viễn. Anh không cân nhắc đến lời đề nghị của em sao? Tháng sau, vợ và con gái tôi về nước, em đừng có gọi điện hay nhắn tin đấy. Những người đàn ông mà Như từng ngủ đều không có gì tốt đẹp, bọn họ tìm kiếm sự thỏa mãn trên người cô ta, không có người nào coi trọng hay thật lòng với Như. Đạo diễn Châu cũng tương tự, đôi bên tự nguyện, càng không nói tới trách nhiệm, Như bây giờ phải tự lực cánh sinh, dĩ nhiên sẽ không làm việc gì khiến mình bị thiệt thòi, cười khẩy nói. Con gái anh thường hay tự hào khoe về người bố tài giỏi của mình trên mạng xã hội. Con bé sẽ thế nào nếu biết bố nó không giống như trong tưởng tượng nhỉ? Em không muốn phanh phui chuyện bí mật giữa chúng ta. Anh cũng vậy đúng không? Các bạn vừa nghe hết tập 6 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.